Truyện tích thứ 64, chuỗi hạt mân côi với thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Trong các vị thánh được giáo hội chú trọng nhất, kể như là tông đồ kinh mân côi rất đắc lực ở thế kỷ thứ 17, là thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Thánh nhân sinh ngày 31 tháng 1 năm 1673 tại Rani Thượng, Montfort-sur-Mer, Louis, là con út trong gia đình có 18 người con. Khi còn nhỏ, thánh nhân được giáo dục theo các cha dòng tên, sau được đổi sang dòng Xuân Bích để trở thành vị đại thánh của thời đại. Được chịu chức linh mục năm 1700, thánh nhân hoạt động truyền giáo khoảng 10 giáo phận miền Bắc nước Pháp. Đi đến đâu, ngài cũng giảng về chuỗi hạt mân côi và khuyến khích giáo dân mộ mến chuỗi mân côi và gia nhập hội mân côi. Tác phẩm chính yếu của thánh nhân để lại là hai cuốn Bí mật kinh mân côi và cuốn Thành thật sùng kính Đức Mẹ. Cả hai cuốn sách này đều là những tác phẩm nổi tiếng nhất bấy giờ. Nói về Đức Mẹ và việc tôn sùng kinh mân côi, xét về phương diện lịch sử thì cuốn Bí mật kinh mân côi có một giá trị đặc biệt. Giải thích và nói kinh mân côi là kinh nguyện phổ thông nhất của giáo hội. Bí mật kinh mân côi còn là một tài liệu lịch sử minh chứng ba điều sau đây. A. Kinh mân côi do thánh nhân dạy là kinh mân côi chúng ta đang có ngày nay. B. Việc đạo đức này, kinh mân côi đã trở nên rất phổ thông, đến độ kinh mân côi đã trở thành một dấu hiệu của người Công giáo. C. Kinh mân côi đã và đang được các nhà lãnh đạo tinh thần trong nhiều quốc gia tán dương và khuyến khích dùng để cầu nguyện. Nói về tài liệu của thánh nhân để lại cho việc sùng kính Đức Mẹ và chuỗi hạt mân côi thì rất dài. Các bạn đọc có thể tìm đọc cuốn Bí mật kinh mân côi của thánh nhân thì mới hiểu rõ được giá trị kinh mân côi như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên những khía cạnh mà thánh nhân đã truyền bá về chuỗi hạt mân côi. Thánh nhân đã nói và viết: những kẻ hư thân mất nết thường là kẻ khinh miệt đọc kinh mân côi. Trong các kinh nguyện và việc phúc đức ta làm, có hai việc rất quan trọng, đó là thánh lễ Misa và chuỗi hạt mân côi. Biết bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã làm, ban cho những ai mộ mến chuỗi mân côi và ban rất nhiều ơn ích cho những ai đeo chuỗi hạt mân côi ở dây thắt lưng hoặc ở cổ để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ bề ngoài nữa. Thánh nhân thường xuyên đeo chuỗi hạt mân côi vào cổ cho những ai bị quỷ ám, những bệnh nhân và kẻ tội lỗi mất đức tin. Nếu gia nhập hội mân côi và đọc kinh chung với nhau thì được nhiều ơn ích hơn đọc một mình. Thí dụ, đọc một mình một chuỗi mân côi thì được ơn ích một phần. Nếu 10 người họp lại đọc chung với nhau thì mỗi người được hưởng ơn ích 10 phần. Khuyên bảo mọi người đọc kinh mân côi hàng ngày và truyền bá chuỗi mân côi cho người khác thì được kể là chiến sĩ tông đồ mân côi. Mỗi ngày, mỗi giáo dân nên đọc một tràng kinh mân côi hoặc ít nhất là một chuỗi nhỏ 50 kinh kính Đức Mẹ thì sẽ được rất nhiều ơn ích khi còn sống cũng như khi chết. Đây là tóm tắt tất cả những tài liệu mà thánh nhân đã phổ biến và dạy người ta về chuỗi mân côi. Thánh nhân đã qua đời tại San Lorenzo Server, hưởng thọ 43 tuổi. Được phong hiển thánh ngày 20 tháng 7 năm 1947. Lời bàn: Thánh Louis Maria Grignion de Montfort là một vị đại tông đồ của kinh mân côi. Ngài không những là nối tiếp công việc của thánh Domenico Chân Phước Alan de Raroche, mà còn là một vị thánh điều chỉnh lại những hình thức đọc kinh mân côi chưa được trọn vẹn. Kinh mân côi mà chúng ta đọc như ngày nay là kinh mân côi mà chính thánh nhân đã sửa chữa lại cho hoàn hảo.
Như vậy, xét về giá trị kinh Mân Côi và những vị thánh đã có công cổ võ đọc kinh Mân Côi là thánh Dominico, Trần Phước Alan de La Roche và thánh Luis Maria Rignan de Montfort. Amen.